À, dạ em xin kính chào toàn thể các cô, chú, anh chị, các bạn yêu Phong Lan ạ. Trong phiên buổi trưa ngày hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2021, xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Vậy là cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc năm 2021 và sẽ bước sang năm 2022. Thời gian thì cận kề Tết Nguyên đán nên em sẽ cố gắng nhập thêm nhiều mặt hàng hoa chơi xuân, chơi Tết các bác nhé. Và hai số điện thoại đặt hàng là 0393 99 8895 hoặc 0966 12 1377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Nếu có thời gian thì kính mời quý khách đến cửa hàng của em và có thể lựa chọn cho mình những giò lan ưng ý. Và thời điểm gần Tết thì em sẽ có nhập nhiều loại hồ điệp cũng như là những dòng hàng dendro và ngập tràn những dòng hàng khác để bổ sung vào bộ sưu tập các bác. Đây là phía bên vườn của nhà em và phía trong cửa hàng cũng có rất là nhiều mặt hàng mới nữa. Và ngoài ra thì em có bán thêm cả phân thuốc này, những bộ sản phẩm tưới lan. Và cho em xin nói đôi điều về những cái... Trước khi giới thiệu hoa lan thì cho em xin phép nói một vài điều như thế này. Thực ra thì em cũng bán hàng thì cũng gặp rất là nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Thực ra thì xã hội cũng như thế. Có người thì rất là dễ tính nhưng có người thực sự các bác là quá là kỹ tính và thậm chí là phải nói là dùng từ là tham lam. Đấy, ví dụ như những cái đơn hàng, ví dụ cây gửi đi thì hàng hoa tươi thì không tránh khỏi. Nhưng đôi khi đến ấy, cây nó bị gãy, bị hỏng thì bọn em sẽ chấp nhận, bọn em sẽ hỗ trợ các khách. Nhưng thậm chí có những cái cây nó không bị ảnh hưởng gì ấy, và em lại gặp một khách hàng người ta lại kiểu như là người ta muốn ăn hầu như là toàn bộ cái cây. Đây hôm qua gửi đi Huế một cái chậu hồ điệp. Hồ điệp này này, đấy 140 một chậu nha, em đang bán đây. Đến nơi thì cây nó vẫn nguyên lành cành đào, nó không bị gãy gập, không bị gãy ngồng hoa. Đấy là một điều rất là may mắn rồi. Bởi vì hàng hồ điệp này em rất là hạn chế gửi đi xa. Nhưng vì đâu đó thì em không biết là như thế nào, nhưng mà em thấy là khách kêu là cây của nó bị hỏng. Chắc là có một hai cái nụ nó to, vận chuyển vào trong Huế nó nóng, nó bị chuyển sang màu vàng một tí. Thì khách đòi giảm hẳn cái cây này 100.000. Đấy, thì em cũng xin thưa các bác, mình làm thế nào nó hợp lý là được. Bọn em đã giảm cho khách 40.000, là tính cho cái khách này một cây là 100.000 rồi, nhưng người ta đòi giảm hẳn 100.000 cơ. Đấy, 100.000 tức là cái cây hồ điệp này 40.000, các bác mua ở đâu được cái cây đang ngồng hoa này 40.000 đúng không ạ? Nên là nếu mà ai, những ai mà khó tính quá ấy, thì vui lòng xin các bác là hãy đến những cái nơi cửa hàng, những shop hoa lan ở gần để mua. Mình đừng có đặt hàng qua mạng rồi đến nơi mình làm khó dễ cho người bán. Tại vì ở đâu cũng thế thôi, tất cả những cái ngành nghề cũng thế thôi, cái nào nó hợp lý nhất thì mình đặt, và ở đâu nó hợp lý giá cũng như là thuận mua vừa bán. Chứ các bác hôm vừa rồi cũng có bác ở trong Thanh Hóa lại bảo là tôi mua cho nhà cô là may rồi. Thực ra thì em cũng rất là cảm ơn khách hàng vì đã ủng hộ cho em, nhưng mà may hay không thì nó còn tùy. Tại vì hàng gửi đi vẫn đẹp bình thường nhưng mà khách cứ chê này nói, nên là không thể làm vừa lòng hết tất cả các bác được. Đây ạ, cũng chỉ là tâm sự một chút đôi điều về cái ngành nghề bán lan, về ngành nghề bán hoa tươi cây cảnh thôi. Bởi vì sẽ có những cái rủi ro không mong muốn, và đặc biệt thời điểm này rất là nhiều hàng nụ, nên là em cũng xin trao đổi qua. Nhiều khách thì dễ tính, họ bỏ qua, và người ta thì cũng gọi là nhắc nhở để lần sau cố gắng hơn, đóng gói cẩn thận hơn. Nhưng mà cũng biết là nó sẽ có rất là nhiều tác động, đặc biệt cả bên vận chuyển nữa, nên đôi khi để hàng hóa không thể nói trước được điều gì. Còn mình thì mình phải có sự thông cảm, chứ đừng vì những cái lý do rất là nhỏ nhặt nhưng mà người ta lại ép người quá đáng như thế thì nó không hay, đúng không ạ? Rồi hôm nay thì em sẽ giới thiệu vào từng mặt hàng ngày hôm nay luôn các bác nhá. Em giảm tiền thì cũng ok thôi, nhưng mà giảm tiền trong cái thái độ, trong cái tâm trạng nó không được hài lòng cho lắm. Bởi vì đấy là khách là ép giá quá rồi. Đấy. Thôi em xin giới thiệu luôn vào những cái mặt hàng ngày hôm nay luôn. Rất là nhiều mặt hàng mới về. Đấy. Đầu tiên thì em xin giới thiệu vào những cái chậu này, chậu hoàng tử áo đỏ. Hoàng tử áo đỏ này hàng thuần tại Việt Nam thì cái chậu này nó thường là chậu cây đôi. Em bán lẻ là 120.000 một chậu. Còn mua cả hai chậu thì em tính là 100.000 đồng một chậu. Đây là hoàng tử áo đỏ nhá. Sang bên đây thì có lại đai châu lai cửu bảo tiên, hiện tại thì hàng đang nhú ngồng. Đây hôm nay thì em thấy là nhú, đang nhú một hai cái ngồng này. Hình như từ giờ đến Tết là nó sẽ nhú ngồng ấy ạ. Có cây nhú, hình như cây này chưa. Đấy, một cây to nhiều cặp lá như vậy em bán là 250.000 đồng một chậu. Đây là đai châu lai cửu bảo tiên. Còn một vài chậu ám thanh sơn phú thọ này, 50.000 một chậu 2 kỳ. Đây có kỳ nó thắt ngọn xuống lá này, đây là dòng phi điệp ám. Tiếp theo là những cái chậu trầm biên vàng, 120.000 đồng một chậu. 120.000 đồng một chậu trầm biên vàng nhé.
Tất cả dòng trầm bây giờ thì nó thắt ngọn xuống lá rồi, chuẩn bị cho mùa hoa tới đó. Đây là trầm biên vàng, đây cả khay bên đây này, hàng chuẩn, hàng ươm ki chuẩn hoa cho mọi người. Còn phía bên đây là trầm rồng đỏ ạ. Trầm rồng đỏ hoa tím đậm và rất là thơm. Trầm rồng đỏ này chậu trung bình tầm 2 đến 3 thân. Đây ví dụ như chậu này là kèm theo cả thân ngắn này. Đấy chậu này 2 thân này, có chậu 3 thân này. Thường thì chậu 2 thân nó sẽ cao hơn chậu 3 thân một chút. Đấy, hàng này đợt này thì em nhập vườn này, người ta bán giảm giá, chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Và riêng trầm rồng đỏ tại sao với đơn hàng 2 chậu bên em đã miễn phí ship rồi? Bởi vì hàng này em nhập được một cái lô hàng số lượng nhiều và nó rẻ, nên là không thể nào mà áp dụng tất cả những mặt hàng đều mua 2 chậu miễn ship được nhá các bác nhá. Khi các bác nghe rõ tình trạng mặt hàng rồi chốt đơn, để tránh trường hợp là so sánh loại này tại sao mua 2 chậu đã được miễn ship loại kia, mua 2 chậu sao không được miễn ship là như thế. Hàng này em nhập số lượng nhiều và vườn người ta để cho em giá rẻ, thì khi mua 2 chậu bọn em đã cũng có thể đủ chi phí để em có thể hỗ trợ bao cước cho khách hàng được. Còn nhiều mặt hàng thì không nhá. Đây là trầm rồng đỏ này. Còn phía bên đây là trầm cổ ạ. Trầm cổ trung bình tầm khoảng 4 thân. Thì trầm cổ thì em bán là 280.000 đồng một chậu, trung bình tầm 4 thân. Và các bác cứ mua trầm rồng đỏ với trầm cổ thì mua 2 chậu bên em miễn phí ship vận chuyển về đến tận nhà. Đây là riêng 2 loại trầm áp dụng chương trình ưu đãi. Em có một số chậu đen rũ mắt đen này, giá là 230.000 đồng một chậu. Một chậu rất là nhiều thân, đang thắt ngọn chuẩn bị sưng nụ này. Bông của nó to và rất là sai hoa. Đây là đen rũ mắt đen Corat Koki, hoa thơm, bông to. Hàng này đợt này về em về loại chậu size đôi, nghĩa là chậu 2 cây. Mỗi chậu Corat Koki này em bán là 220.000 đồng một chậu nhá. Mua 2 chậu thì còn 200.000 đồng một chậu. Đai châu Thái đôi ạ. Đai châu Thái đôi thì em có một số những cái chậu đai châu Thái hiện tại đang sưng nụ. Các bác lưu ý nhá, có cái nụ thì nó dài, có nụ nó đang bắt đầu từ trong cái kẽ lá này ra này. Đấy, để tránh trường hợp đến nơi các bác bảo là cây chưa có nụ thì không đúng. Bởi vì mùa này đang là mùa sưng nụ của đai châu, phải nhìn kỹ thì mình mới để dễ phân biệt được. Em bán là 170.000 đồng một chậu, hàng cây đôi 2 cây. Còn bên đây là những cái chậu đai châu blue. Đó là cái dòng đai châu hoa tím rất là đẹp, mà một năm ra đến 2 lần hoa. Nụ của nó thì nó có thể là nó dài hơn, nhìn rõ hơn. Cây của nó đều có nụ hết nhá. Cây này như là bị thui nụ. Đây em sẽ nhặt cho các bác những cái cây mà nó nên nụ, nhìn nó đẹp đây. Đấy, thì loại này là 170.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu thì em tính là 160.000. Đây là đai châu blue, hoa tím, hoa xanh tím rất là đẹp. Đấy, dòng blue này bán chạy hàng. Tiếp theo là brass hoa trắng ạ. Hôm trước thì em bán 140 một chậu. Hôm nay thì những cái bụi này thì nó ít thân hơn một tí xíu, thì em sẽ bán giảm giá cho bác là 100.000 đồng một chậu nhé. Đây là 100.000 đồng một chậu. Đấy, em còn vài chậu thôi. 2 chậu Hibiki, giá một chậu trung bình là 150. Hôm nay 2 chậu này em bán cả 2 chậu là 150.000 cả 2 chậu. Đây, cây này thì nhiều lá, nhưng cây này hầu như là đã thắt ngọn, nó xuống lá hầu như hoàn toàn. Còn bây giờ đang bật mầm gốc nhá. Đây, những cái mầm gốc này đang mầm miếc, đang lên rất là nhiều. Tiếp theo là trầm trắng ạ. Trầm trắng trung bình nó sẽ có 2 thân. Bảng trầm trắng sẽ là 2 thân thôi. Đấy, bởi vì có những bảng nó 3 thân nhưng mà nó bị gập thân như này là em sẽ không nhặt cho các bác này. Sợ là các bác chê, nhưng mà cây này thì em sẽ để em chơi hoa, vẫn chơi hoa như bình thường. Nếu các bác chơi hoa lan thì các bác biết rồi, những cái hàng bảng thì thường nó sẽ rất là dễ bị gập. Đấy, thì thông thường là những cái bảng thì em gửi đi các bác là những cái bảng nó rơi tầm khoảng 2 thân. Có cả thân dài, thân ngắn. Dụ thân này dài trội thì hai thân này nó ngắn hơn, hoặc hai thân đều nhau như thế này. Và em bán đồng giá là 150.000 một chậu, mua 3 chậu à, mua 3 bảng là miễn ship nhé. Còn bên đây là và hoàng thảo vôi hoa trắng ạ, hoa trắng tinh. Thân nộ vôi rất là nù mập, khỏe đẹp. Hàng này chuẩn bông cho các bác. Chơi vôi trắng xong các bác về đầu xuân nó lại bập mầm. Em bán là 150.000 một bảng, mua 3 bảng hoặc kết hợp với trầm trắng cũng sẽ được miễn phí ship nhé. Tiếp đến là cát ạ. Cát thì em giới thiệu các bác đến dòng cát vàng cam. Riêng cát thì mua 3 chậu bất kỳ thì bên em miễn phí ship ạ. Cát vàng cam này hiện tại một số cây đang có mèo lên, và một bụi cát vàng cam này, bụi của nó rất là to, nhiều thân, bông to, bỉ dây là dòng cát đại. Em bán là 180.000 một chậu. Đây là cát vàng cam, hoa rất là đẹp. Vàng cam ạ, 180.000 một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Tiếp theo đây đó chính là cát đỏ ạ. Đỏ chùm, đây là dòng đỏ nhum nhưng mà hoa thành từng chùm. Đây là cát đỏ nhung hoa chùm, thì em gọi là đỏ chùm. Bông hoa của nó màu đỏ đậm. Và chậu này thì nó cũng nhiều thân. Tuy nhiên lưu ý là cái dòng cát đỏ chùm này chậu nhiều giả hành, nhưng mà cái lá của nó thì lại hơi không được đẹp bằng những cái dòng khác. Em bán là 130.000 đồng một chậu.
Tầm này cũng mua 3 chậu cũng sẽ được miễn ship nhé. Lưu ý tình trạng của cây cát đỏ chùm để tránh trường hợp đến nơi một số lá nó bị vàng, nó rụng thì nó thì các bác lại kêu. Nhưng mà hàng này thì giả hành nó rất là khỏe, đang đẻ mầm này, nhiều thân lắm ạ. Đây là cát đỏ chùm. Còn tiếp nữa là cát hồng thơm. Bông của nó hoa đại và hoa rất là thơm. Đấy, đợt này bụi của nó về bụi nhiều thân. Bụi nhiều thân các bác nhá, chỉ có 180.000 thôi. Hôm trước thì có một chậu đang nở hoa mà thơm nức mũi. Đây dòng hoa đại, bông to và rất hoa sai. Tiếp theo là cát vàng chùm nhá. Cát vàng chùm thì cái bụi của nó rất là to. Đây là dòng cát hai lá, màu vàng lưỡi đỏ và dòng hoài hoa thơm. Một chậu cát vàng chùm này thì em bán là 140 một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Hàng này bán chạy hàng lắm, nhất là cái loại này là cái loại bán cực kỳ là chạy hàng. Bụi nó vừa to mà cái dòng này bông của nó cũng đẹp. Đấy, mầm miếc lên rất là khỏe đẹp. Và tiếp theo bên đây đó chính là dòng cát trắng lai đùi gà. Một chậu thì siêu nhiều thân rồi, bụi to nhiều thân, mầm lên khỏe đẹp. Dòng này hoa màu trắng và lưỡi màu tím. Cát trắng lai đùi gà này em bán 180.000 đồng một bụi nhé, mua 3 bụi cũng miễn ship ạ. Thanh đạm Indo, hôm nay thì cái lô hàng thanh đạm Indo rất là tuyệt vời. Đó chính là hàng hiện tại đang rất là nhiều những cái nụ hoa đang lên này. Đấy, thanh đạm Indo đợt này thì có những cây đang lên rất là nhiều những nụ hoa. Tuy nhiên thì một số cây thì chuẩn bị đang sưng nụ nhé. Ví dụ như chậu này nhiều thân thì nó cũng đang chuẩn bị sưng nụ. Nói chung là từ giờ đến Tết nó cũng sẽ chơi hoa được. Một bụi thanh đạm hôm nay rất là to, nhiều thân như vậy em bán là 180.000 đồng một chậu. 180. Còn duy nhất hai chậu lan thanh tuyền này. Cây sưu tầm rất là đẹp luôn, nhìn như thiên nga nhưng mà đây là dòng lan thanh tuyền nhé các nhé. Một chậu này thì có một củ này, một củ và hai mầm. Thì chậu này em bán là 170.000. Chậu này thì có hai củ to, rất là đều nhau, 200.000. Đấy, có hai chậu lan thanh tuyền, một chậu 170, một chậu 200. Ui, cái gì nó cắm mà. Đây ạ. Lan chuỗi ngọc ạ, những cái chậu lan chuỗi ngọc hàng thuần này. Những cái mắt ngọc rất là sáng, rất là đẹp cho hoa năm nay luôn. Đợt này nhà vườn này người ta thuần rất là đẹp. Một chậu chuỗi ngọc thuần này thì em bán là 200.000 đồng một chậu. Về các bác chỉ treo lên thôi nhé các bác nhé. Đây thân tơ cũng nhiều. Và hoa chuỗi ngọc thì bông hoa rất là sai và đẹp. Các bác mua hàng rừng thì tỷ lệ toàn thân già thôi. Chuỗi ngọc thì em chưa thấy bao giờ cái thân tơ nó nhiều, đa phần là toàn thân già. Còn đâu là những cái hàng này thì các bác mua nó nhìn nó sáng, nó đẹp luôn, mình chơi luôn. Em lên tiếp cho mọi người một số chậu sơn thủy tiên thuần nhé. Sơn thủy tiên thì hôm nay em có một số chậu hàng thuần sẵn rồi. Cây của nó toàn thân tơ, tỷ lệ thân tơ rất là nhiều và chậu nó rất là đẹp, thuần trong chậu sẵn để các bác treo lên phần năm nay chơi hoa. Màu hoa của sơn thủy tiên thì màu vàng tươi tắn. Cái giò này em gọi là giò M1, một giò thân lùn, đẹp, nhiều thân, 290.000. Mình mua hàng cân thì đâu đó nó rơi tầm 220 một cân mà thân già nhiều. Tiếp theo E2, giò này cũng 290 này. Này mắt nụ rất là to, sưng to rồi đấy. Chậu này thì thân cao hơn một chút, cũng nhiều thân, 290.000, tên là giò E2. Giò E3 cũng 290.000 nhá. Đây, nụ hoa rất là đẹp luôn, 290.000. Thân rất là mập này, những cái thân này to, mập, nhiều nụ. E4 cũng 290.000. Đây là mã E4, 290. Thân cao, nhiều thân. Và E5. E5, 300.000. Chậu to đùng luôn. Thân rất là nhiều thân, lùn, nhiều thân, 300.000. Đây là E5 và E6, 320.000. Chậu này thì sum xê, cao, to, mập, nhiều mắt nụ. Đây là 320.000, đây là chậu E6. Brass hoa vàng, đây là cái dòng hoa màu vàng, đốm, đẹp và hoa của nó quanh năm. Chậu hôm nay nhiều thân, 140.000 một chậu, mua 2 chậu là 250.000. Và hôm nay thì em chỉ còn một số lượng ít cái chậu hạc đỉnh thôi. Phải nói là hạc đỉnh nó rất là đẹp. Đây là dòng hạc đỉnh hồng nhá. Chậu đợt này em lấy là vườn là chậu khủng, chậu to. Cái này ôm một người ôm nó rất là nặng. Bởi vì sao cũng phải nói qua là khi mà các bác đặt hạc đỉnh, các bác xác định giúp em là tiền cước nó cũng không nhỏ, chắc là phải rơi tầm 6-70.000 một chậu ấy ạ. Một thùng đấy ạ, tại vì nó cây của nó nặng, nó to, nó là chậu bự. Ở ngoài thị trường thì những cái chậu hạc đỉnh này thông thường ấy là người ta sẽ tách nhỏ những cái cây này ra và người ta trồng một chậu một cây, và khi đang nụ này này, người ta bán lẻ. Người ta bán lẻ nó được giá.
Dụ nó rơi tầm khoảng 130 một chậu. Dụ chậu của em là chậu 5 cây thì người ta trồng một cái chậu khủng như thế này, và khi gửi đi thì em sẽ gửi cho các cả chậu khủng chứ em không có thời gian em tách hay gì cả. Tất cả những loại này nó đang lên nụ này, có nụ nó đang ở kẽ lá này, có nụ nó lên rõ này, và hạt đỉnh này hoa của nó nở rất là bền và hoa thơm các bác nhé. Bụi to bự này thì nhà em đang bán là 330.000, và giá này cũng đã gọi là cái giá hỗ trợ phí ship rồi đấy ạ, chứ bọn nhà em không bao ship nhá. Nhiều khách hỏi thì có bao ship không thì em cũng xin thưa luôn là không bao ship được, tại vì hàng này bọn em bán giá là giá công khai, ship khách hàng phải trả. Ngoài thị trường người ta bán những chậu khủng như vậy ít nhất từ 400.000 trở lên, 400.000 mà người ta còn chưa có phí ship đâu. Cái này nhà em bán 330, còn đâu cước các bác cộng thêm mấy chục nghìn thì nó rơi tầm chưa đến 400.000 một chậu đâu ạ. Hàng đẹp, hạt đỉnh này hàng chạy số lượng nhiều. Có khách mua về để trồng một chậu bự trước cửa ấy ạ. Hoa nó bền. Nhà vườn người ta còn phải hãm lại cái sự phát triển của hoa, bởi vì hoa hạt đỉnh nó nở liên tục quanh năm, và cái hạt đỉnh này người ta còn cắt cành để người ta cắm vào lọ hoa để chơi đấy ạ. Đấy, biết được cái độ size của nó như thế nào. Tiếp theo Dendro thì hôm nay có về một số những dòng Dendro rất là VIP. Nói chung là hàng này hàng sưu tầm các bác nhé. Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác cái dòng Dendro này là cái Dendro xinh tím. Hàng Dendro xinh tím này hoa của nó đây. Đây em lấy mẫu về cho các bác để các bác biết được mặt hoa. Đây một chậu của nó chà cao chỉ tầm khoảng 35-40 cm thôi. Nhưng cái vòi hoa của nó này, úi dồi ôi dài lắm rồi. Dài, siêu dài. Mà hoa của nó xoắn tím đậm. Đó, đây là cái dòng này là cái dòng xinh tím nha các bác nhé. Hàng mới về. Xinh tím này thì một chậu hôm nay thì trồng ở chậu phi 12, nhưng cây của nó cũng rất là cao. Đây mang cho các bác một chậu này. Đang đứng ngọn và chuẩn bị nhú vòi. Và cái mắt nụ của xinh tím nó còn lên ở những cái khía cạnh này cơ. Đang sưng rất là nhiều mắt. Xinh tím hôm nay trồng ở chậu phi 12. Hôm trước là trồng ở chậu phi em nhớ là phi 16 hay gì đó, là hơn 200.000 một chậu cơ. 160, 170 gì cơ. Đây này, mắt nụ xinh tím này sưng lên rất là đẹp luôn. Đó, đây cái mắt nụ của nó lên nhiều lắm. Và một chậu xinh tím ngày hôm nay nhá, em bán cho mọi người với giá 110.000 đồng thôi. Hôm nay chỉ có 110.000 đồng mua một chậu xinh tím. Hoa của nó xoắn đẹp. Xinh tím hôm nay 101. Cái này trồng xong chậu phi to thì chắc chắn là giá thành nó sẽ không có cái giá mức giá này. Và bên đây là những cái chậu ngọc trai đen. Và bên đây là những cái chậu ngọc trai đen lá mít ạ. Về thêm nữa nhá, hàng này hàng về thêm. Một chậu này lá mít tròn xoe và lá bản lá rất là to. Và hoa ngọc trai đen thì hoa của nó màu rất là sang trọng. Một chậu đẹp như vậy em bán là 100.000 đồng một chậu ngọc trai đen. Và riêng ngọc trai đen khi mua 3 chậu em miễn mua 3 chậu thì em giảm còn 90.000 nhá. Mua 3 chậu ngọc trai đen lá mít là còn 90.000, còn mua 1 chậu là 100. Còn bên đây là những cái chậu đen rô chớp bịp này. Cánh chớp này, đợt này về cái lô chớp bịp nó đẹp. Hàng chuẩn hoa. Chuẩn chỉnh hoa cho mọi người luôn nhá. Dendro thì hoa nở quanh năm nên là khi mà hoa đầu ngọn nở thì nó còn rất là nhiều những cái mắt nụ sưng ở phía nách. Chớp bịp đợt này thì giá cũng rẻ, cũng 220 thôi. Hôm nay lô này là em lấy từ của vườn này, người ta hàng chọn đấy ạ. Nhiều thân. Lô chớp bịp hôm trước thì cây của nó không to như thế này mà chậu nó ít thân hơn. Với giá cũng 220.000. Còn chớp bịp thì mua 2 chậu là em miễn phí ship rồi. Tại vì hàng này vẫn là hàng chương trình, chạy chương trình số lượng hàng. Tiếp theo bên đây đó chính là những cái chậu Dendro bà liễu lá tre. Bà liễu lá tre đây, chậu nó cũng to, nhiều thân. Ôi, có cái nó lên cả ki, có cái thì nó lên nụ. Đây, nên là dòng này nó rất là khỏe. Đây, hình như sưng mắt nụ này. Còn cái đây là nó sưng ki. Một chậu bà liễu lá tre to như thế này em bán là 100.000 một chậu. Bà liễu lá tre 100.000 nhá. Hoa của nó thơm lắm. Nó giống cái dòng hoa của nó là màu trắng lưỡi tím. Nó như là dòng bà liễu xưa nhưng dòng bản lá là bản lá tre. À, tiếp đến là Zaza Mini ạ. Hôm nay thì em có mấy cái chậu Zaza Mini này rất là nhiều thân này. Zaza Mini thì em đang bán là 60.000. Đây màu hoa của nó đợt này thì cũng có nhiều hoa của nó màu trắng lưỡi tím. Có cái thì màu cánh tím, họng trắng, có cái thì màu tím hết. Nói chung lô này thấy sổ số nhiều. Đấy, chậu nào mập thì nó ít thân, còn chậu nào nhiều thân thì nó sẽ nhiều thân nhỏ. 60.000 một chậu. Hoàng nhạn mít 4N nhá, dòng này hoa của nó rất là thơm. Hoàng nhạn mít 4N này thì em bán một chậu với giá là 350.000 một chậu. Mít 4N này mua 2 chậu em miễn phí ship. Tiếp theo thì em vừa cập bến thêm một cái lô kiều tím Thái này. Lại về thêm, hôm trước thì chắc là hết hàng rồi.
nay lại về thêm một lô hàng mới, về số lượng nhiều. Mắt nụ của Kiều Tím bây giờ đang sưng mắt nụ này. Chậu nào các bác lấy thân lùn lùn thì nó nhiều thân, còn đến thân cao nó ít thân hơn một tí, nhưng cái mắt nụ nó sẽ sưng rất là rõ. Hàng này hoa của nó màu tím, và bên Thái thì cái hàng này nó sẽ là dòng thân vuông, nó khác Kiều Tím mình nên là hàng sưu tầm. Em bán một chậu Kiều Tím lần này là 150. Đầu năm là cây của nó 180, mà chậu nó không được to như này đâu. Đợt này 150 mà cây nó rất là đẹp này. Đấy. Em tiếp tục lại cập bến với em một cái lô đai châu nhá, châu Thái. Đây là dòng cây đơn, hôm nay cây của nó to lắm ạ, to hơn hôm trước. Và đây cũng đang rất là nhiều mắt nụ hoa. Đây có nụ nó nhìn rõ. Đấy, châu đợt này to, đẹp, hàng nhiều màu. Thì châu Thái đợt này to thì em nhập giá thành nó nhỉnh hơn một tí, thì em bán là 160.000 một cây, to. Hàng này mà cho lên chậu gỗ thì chắc chắn nó không có giá dưới 200.000 đâu. Đấy, ví dụ như những cái cây này, to, dài, đẹp. Nụ thì có cây thì nhìn rõ như thế này, có cây thì chắc là mới nhu nhú. 160.000 nhá, bắt đầu lấy 2 chậu em tính là 150. Mua 2 chậu, tức là mua một cặp là 300.000. Thiên Nga, tiếp tục vẫn là một lô Thiên Nga nhiều màu. Những sắc màu Thiên Nga đẹp đã. Mỗi cốc này thì hàng cây giống thôi, nhưng năm sau thì cây nó trưởng thành hơn thì chắc chắn nó sẽ được chơi hoa. Và em bán đồng giá hết là 50.000 một cốc. Có màu Thiên Nga màu đỏ này, thân của nó sẽ thuôn hơn, nhỏ hơn. Thiên Nga xanh này, 50.000. Đây là Thiên Nga màu vàng, 50.000. Màu nâu cũng 50.000, nâu thì đang lên mầm. Và cuối cùng là ngọc trai đen bên kia cũng 50. Tất cả là 4, có 5 màu: đen, nâu, vàng, xanh, đỏ. Và khi mua combo 5 chậu bất kỳ thì bên em miễn phí ship nhé. Tức là 250.000 được miễn phí ship về tận nhà. Em còn 4 chậu phi điệp 5 cánh trắng họng tím nhé. Đây là họng tím, không phải họng hồng. Họng hồng thì thường có nhiều, còn đây họng tím thì hàng nó hoa của nó lưỡi họng màu tím và thơm. N8 này, một chậu của một thân đang đi ngọn. Và đây đang lên mầm gốc này. Giò này hàng ươm ki 140.000. Tiếp theo N1 180.000 ba thân. Nụ của nó xanh lét luôn. Xanh lét này lẹt luôn. 180.000 ba thân. Đây mầm gốc cũng đang lên, thân này cũng đang sưng nụ. Cây 180 này. N6 170.000. Hai thân. Một thân đi ngọn, một thân thắt ngọn sưng nụ và mầm gốc này. Mỗi cây đều lên hai mầm gốc. 170.000. Họng tím này còn 4 chậu là hết hàng. Nó 750. Chậu này một thân đang đi ngọn, thân rất là dài. Chậu này phải thân dài 50 cm ấy. 150.000. Đây là phi điệp 5 cánh trắng họng tím nhá. Hàng chuẩn bông. Tiếp theo là những cái chậu đen rô xuân ạ. Hàng chơi hoa xuân Tết. Hiện tại thì một số cây thì đang chuẩn bị thắt ngọn này. Một số cây đã thắt ngọn và sưng nụ. Đây. Và hàng này thì hôm nay thì em sẽ chia hình. Riêng đen rô xuân thì em lấy vườn này người ta bán nó rẻ, nên là em sẽ chạy chương trình miễn phí ship khi mua từ 2 chậu bất kỳ trở lên. Riêng đen rô xuân là mua từ 2 chậu bất kỳ trở lên em sẽ miễn phí ship, vận chuyển về đến tận nhà cho mọi người nhé. Hàng này là hàng thuần vườn Việt Nam nên là cây của nó khỏe mạnh, cứng cáp. Còn cái hàng mà các bác nhập hàng cốc ấy, thường thì nó ở những cái hàng mà nhập trực tiếp từ Trung Quốc về, nên đôi khi thì cây của nó có thể nó sẽ yếu hơn. Đấy, hàng này thì đảm bảo bao vừa bao đẹp để vừa chuẩn hàng cho các bác này. Hàng này nó nhiều mặt hoa, có cả dòng đen rô 5 cánh trắng họng tím thì tí em sẽ quay cho mọi người xem. Như họng tím thì giá thành nó sẽ đắt hơn là cái dòng này. Hàng này hoa sổ số, nó sẽ rất là nhiều màu sắc khác nhau đấy ạ. Trong lô vừa rồi nhà vườn nó sổ ra nhiều, nhưng mà không phân chuẩn hoa nên em sẽ bán là hàng solo lẫn lộn. Còn chậu này các bác thấy cái chậu nào đẹp to đẹp thì mình cứ chơi thôi. Còn cái loại 5 cánh trắng họng tím thì em sẽ quay sau nhé. Mầm gốc lên nhiều này. Chậu này chậu X14 này. Một chậu nhiều thân này, 220.000. Đấy, các bác mua cái hàng cốc nó rơi tầm 150, 180 rồi. Nó chỉ có lơ thơ 2-3 cộng thôi. Cái chậu này nó nhiều thân như thế này, có 220. X12, 200.000. Đây, chậu X12 đây. Đây, chậu này cũng nhiều thân. Nó tức là nó thân này nó rõ ràng hơn. 2, 4, 6, 8 thân. Tận 8 thân. Dài đẹp như vậy có 200 này. Tiếp nữa đây là X15, 220. Đây, chậu này có thân này rất là mập, đang sưng nụ rồi này. Đấy, 220.000. Đây, cây này nó sang sưng nụ rồi. Các bác nhìn nụ chưa? Đen rô xuân mùa này sưng nụ để chơi Tết này. 220.000 chậu này. X15, X16, 200.000. 200.000. Nhiều mầm. Nhiều mầm lắm, cái này phải trên chục mầm. X13, 220.000. 220.000 X13, nhiều thân này. X18, 190. Giò này thì thân của nó xuống lá hầu như là gần hết rồi.
Bởi vì khi xuống lá thì nó mới sưng nụ nhé. Ví dụ đây, cái nụ của nó đang lên này. Đấy, đây cái nụ của nó đang lên. Chậu này 3 thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gọi là 7 thân. Thân này thì chắc là cắt đầu ngọn một tí. Đây mầm gốc thì có hai cái mầm gốc đang lên. Có hai mầm gốc này đang lên này. Đấy, giò này em bán 190. Đang nụ hoa X18. Như đây là X17 220, chậu này to mà dài. Dài nên phải nằm xuống dưới. 220.000, thân rất là dài đẹp nhá. X19 200.000. 200.000, cũng thắt gọn hết rồi, 200.000. Denderson mua hai chậu miễn ship rồi, cứ chọn hai chậu bất kỳ. Còn đặt cùng mặt hàng khác thì các bác cộng thêm cho em một ít tiền phí ship vào nhá. X20 220. Chậu này chậu đứng gọn nhiều thân này. 220.000 này. Đây là một số những chậu Denderson mà em quay theo hình để các bác chọn. Còn phía bên vườn bên em thì có cả Dendro 5 cánh trắng họng tím nhé. Hàng này thì cây của nó sẽ không được to đẹp như cây tức là cây của nó không được to, giả hành to mập như thế đâu. Nhưng mà hàng này hàng sưu tầm, nó đắt tiền hơn một tí nhưng mà cây của nó, hoa của nó chuẩn hoa là màu trắng, họng tím và hoa thơm. Ví dụ đây là giò B11 này, 300.000. Năm ngoái em có bán cái hàng nụ ấy, nó chỉ có 1-2 thân thôi mà đã 270 một chậu rồi đấy. Còn hàng này bây giờ các bác nhìn nó lên nhiều thân như vậy, 300.000 thì ra là giá thành nó cũng không quá đắt. Đây là B11. Giò B1 này 280.000 này. Đây là những cái thân tơ chưa hoa các bác nhé, không phải thân già, còn đang sưng mắt nụ. Đây chậu này là 280. B1. Tiếp theo là B15, giò này 270 thôi. Thực ra giò này thân của nó rất là cao và rất là mập. Mầm lên rất là khỏe nhưng mà nó to đến mức độ là nó phình cả thân, nó nứt cả thân ra như thế này. Đấy. 270. Giò này bán giảm giá 270.000 nhưng mà chuẩn giống. B10 290. Nhiều người thích cái dòng đống ấy, bởi vì cây mẹ nó khỏe thì cây con nó đẻ ra nó to mập như thế nên người ta thích. B10 290. Tiếp theo là B2 290. Đây những cái thân này là thân tơ này, đang nhú mắt nụ đây này. Đấy 290.000. B12 290.000, thân lùn lùn nhiều thân. Tiếp theo là những cái chậu Vanda nhé. Vanda thì em đang bán là 150 một cây, 150.000 một cây, đang nhú nụ. Vanda thì hoa nở quanh năm. Em về một lô chớp sao băng này, hoa của nó đẹp mà rất là xinh luôn. Dòng chớp sao băng này hoa đột biến này. Cây của nó đây ạ, trung bình tầm 3 thân. Hàng sưu tầm nên là cái hàng này hàng ươm ki ra các nhé. Nó đắt hơn những dòng khác. Cây nó cao, nó phải cắt qua một vài lần ngồng rồi để các bác về làm giống cho năm nay. Chớp sao băng này hoa nở quanh năm. Và loại này thì hoa của nó đẹp và giá 100.000 một chậu. Chớp sao băng này có những lô hàng lấy của vườn khác, cây nó nhỏ hơn nhưng mà đã rơi tầm 130-140 rồi. Lần này hàng em lấy về số lượng nhiều, 100.000 đồng một chậu nhé. Nhìn cây của nó cằn cỗi hơn tí thôi, tại vì nó là dòng cây nó đang lên hoa. Một số cây thì nó thui hoa nên nhìn nó như vậy. Ở Dendro thì em có cả thỏ hồng này. Thỏ hồng này là 70.000 một chậu. Đây là Dendro nắng. Và riêng Dendro nắng này mua 10 chậu em miễn phí ship nhé. Mua 10 chậu miễn phí ship. Đây là tím lục bình. Đây là cánh chuồn này. Cánh chuồn còn 3 chậu này, 70.000 một chậu. Cây tơ, thường cây tơ nó chỉ thấp thôi. Mọi người cứ hình dung này, mọi người mua Dendro nắng mà các bác cứ chê sợ là cây của nó già, thì các bác phải chấp nhận khi mua cây tơ, người ta xuất cho các bác cây nó chỉ là một gang tay thôi. Là mọi người phải hình dung như thế nhé. Còn những cái cây cao 30-40 cm ấy, tức là cây của nó có thể nhìn nó già dặn hơn, già đời hơn, nó cắt một lần ngồng hoa, nó không ảnh hưởng gì đến cây cả. Đấy, chứ còn nếu mà muốn lấy cây tơ thì cũng có, nhà vườn cây nhỏ này người ta cũng đã xuất rồi. Đấy, nên là khi mọi người đặt hàng mọi người lưu ý. Có nhiều khi các bác cũng kỹ tính quá, cắt qua một lần ngồng các bác bảo cây ra hoa cái chết rồi, nó không đúng đâu nhé. Đây là cây này là 70.000. Còn đây là cây mắt rồng. Mắt rồng hoa của nó cũng rất là đẹp, 70.000. Tím lục bình là 70.000 này. Cây nó lùn lùn nhưng lại hoa của nó dài mà nó siêng lắm. Bên đây nó chính là kinh vàng. Kinh vàng là 70.000. Đây Dendro kinh vàng. Đây kinh vàng đây. Tiếp theo đó chính là tím lavender. Đây cái tím lavender bông hoa của nó này, đẹp lắm. Cái này nó mới nở thôi nhưng mà nó bị rụng một vài cái nụ rồi. Kiểu như vận chuyển nó to nó bị rụng ấy. Thân nó lùn lùn như vậy thôi. Hoa đẹp cánh bầu, 70.000. Tiếp theo đó chính là bò vàng nhé các bác nhé. Bò vàng cũng 70.000 một chậu. Bò vàng đây, 70.000, cây cũng cao. Còn đây là cái cây sinh vàng. Sinh vàng 70.000 nhé. Nãy là kinh vàng, còn đây là sinh vàng khác, 70.000. Dendro hoa hồng blue, hoa đẹp lắm.
bông hoa như bông hoa hồng ấy, 70.000. Ba vàng ba đỏ hoa đột biến này, 70.000. Mọi lần là 90.000 nhưng cây của nó đang rụng lá gốc em bán 70. Thỏ vàng lưỡi đỏ 70.000. Rồng xanh 70.000. Ngoài ra bên đây thì có một số loại như là nắng 4N là 70 này. Cái dòng bun len hoa thơm này cũng 70.000 này. Bun len hoa thơm. Còn đây là thỏ, đây là vàng lưỡi nâu thì em bán 40 thôi. Cây nó cằn cỗi hơn tí. Để làm giống 40.000. Thỏ xưa, đây bông hoa tay thỏ xưa đây, đẹp bay 70.000. Đây là nó cắt ngồng này, cắt ngồng ở trên này, nhưng mà mắt nụ ở bên cạnh nó vẫn đang sưng nhá nhá, đang vẻ mầm. Còn lấy cây tơ nó chỉ ở một gang thôi, cây này nó phải hơn 2 gang tay. Tiếp theo là thỏ lai sinh. Cái dòng thỏ lai sinh hoa của nó cánh nó rất là đẹp bay 70.000. Bò tím thì đang bán 50.000 thôi, bởi vì cây nó cắt ngồng. 50.000. Thỏ vàng 70.000. Thỏ vàng không ạ. Kinh ba này 60.000. Kinh ba nhé. Cây nó cao lắm. Cây này cắt 1-2 lần ngồng rồi, nhưng mắt nụ ở bên giữa cạnh rất là to, đẹp. Banana, cây nó hơi nhỏ. Đây hoa đây, nhỏ cho hoa rồi, 50.000. Còn bên đây đó chính là cây Uragwan 60.000. Uragwan Phượng Hoàng Lửa thì 70. Có một cây bò kim cương trong kia cũng 70. Pensoda xưa, cái loại chậu phi 12. Chậu nó cũng nhiều thân. Chậu nào mà nếu các bác lấy cây cao thì nó ít thân hơn, có 2 thân thôi. Còn đâu là chậu thấp thì thường nó nhiều thân như thế này. 85.000 một chậu. Đây là 85.000 đồng một chậu. Đây là Pensoda xưa. Còn phía đây là Pensoda xưa nhưng mà chậu phi 16. Loại này thì hôm trước là vẫn là 240 nhưng đang có chương trình giảm giá là còn 220.000 thôi ạ. Pensoda xưa này là hoa rất là thơm nhé các bác nhé. Đây cái dòng hàng hoa thơm, đây là cái chậu Pensoda xưa này. Đấy các bác nhìn này. Đây chậu Pensoda xưa này, hoa của nó bay và thơm rất là đẹp. Em có 3 cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần sẵn rồi. Hàng thuần đợt này vườn cái thơ thuần rất là đẹp, thân tỏa hành lên mập đẹp. Chậu này H21 này 220.000, thân tơ của nó mập khỏe đang xuống lá. H2 220.000. 220, chậu này cũng sum xuê nhiều thân. H6 này 230.000. Thân mập to lắm ạ. Đây, thân tơ của nó đây. 260.000. À quên, 230.000. Đây những cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần nhá. Tiếp đến là vũ nữ ạ. Vũ nữ thì nhà em đang có chương trình là miễn ship khi mua từ 3 chậu nhá. Hàng vũ nữ thì em cũng về liên tục. Và bây giờ thì đang là hàng gần Tết nên em sẽ lấy những cái hàng nụ về chơi. Đây là cái vũ nữ anh đào này. Trước mặt các bác là dòng vũ nữ anh đào. Thì dòng vũ nữ anh đào này hàng có một ngồng hoa. Và hiện tại thì cây của nó đây, tình trạng như thế này, 150.000 một chậu. Và hàng đây hoa của nó bông nó cũng là dòng bông chung nhá, không phải là quá nhỏ đâu ạ. Tiếp bên đây là vũ nữ ngọc nữ ạ. Phải nói là cái ngọc nữ này hoa của nó độ bền hoa rất là cao, mà hoa nó thơm, thơm thực sự luôn. Cái này dòng này hoa thơm. Ngọc nữ này thì em bây giờ cũng hết hàng rồi. Bình thường là 160, bây giờ còn mấy cái chậu này thì ra thì nó vẫn đẹp, nhưng mà tức là qua quá trình vận chuyển thì một số những cái ngồng nụ nó dài quá, nó bị gãy đi một tí. Nếu mà các bác về mà vừa chơi được hoa mà các bác làm giống thì em sẽ giảm giá cho các bác là còn 130 một chậu. Bác nào lấy 3 chậu cũng được miễn ship nhé. Hàng này hàng giảm giá. Tiếp theo là sô cô la hoa thơm. Đây ạ. Đây là những cái loại chậu bự, chậu to, giả hành to và đang có ngồng nụ. Loại này thì em bán là 220.000 một chậu nhé, sô cô la hoa thơm. Có những vòi nó rất là dài. Đây các bác này, cái vòi hoa sô cô la nếu mà cây nó phát triển đạt đấy, nó còn dài tận gần 1 mét cơ. Đây cái bông hoa của sô cô la đây, thơm lắm. Thơm thật sự luôn đấy, đúng là những cái danh bất hư truyền, những cái cây nào mà nó có mùi hương thơm, đặc biệt là cái dòng sô cô la thì thơm nức mũi này. Vòi dài và nức mũi luôn. Đấy những cái chậu này là 220. Còn đây là vũ nữ mèo cam này, hoa của nó màu cam lửa đẹp. Tí em cho mọi người xem mấy cái chậu mà không may đi nó gãy ngồng nhá, thì hàng đấy em sẽ giảm giá. Còn những cái chậu này là nhụ nụ của nó đang lên đẹp này. Đấy nụ đây, có những nụ nó mới từ bẹ lá phát triển lên thôi. Còn những cái chậu mà nó từ mới phát triển từ bẹ lá lên ấy, tức là cứ hàng nụ là em đã bán là 200.000 một chậu. Còn những hàng mà nó chưa lên nụ chẳng hạn, cũng có giò nó đang chưa nhú nụ nhìn rõ thì cái loại đấy em bán 180 thôi. Đây ví dụ như những cái chậu mèo cam này là 180 này. Đây bông hoa của nó mèo cam đây. Nở đẹp chưa? Màu cam lửa rực chưa? Đấy ví dụ như chậu này này, không may nó bị gãy ngồng nụ này. Đấy cây này nó gãy này, chạm gãy này. Đây cây này phân nhánh đẹp mà cũng gãy nụ này thì là 180. Những cái chậu này để các bác vừa làm giống chơi thì là 180.
Em còn duy nhất một chậu kiều va hoa trắng này. Giờ này hôm trước 350, hôm nay em giảm giá còn 300.000 một chậu nhá. Còn duy nhất một chậu thôi, hàng chuẩn hoa. Chậu này cây của nó thân cứng cáp mập khỏe. Ở đây là địa lan rồng đỏ, còn một chậu này 150.000 rồng đỏ. Có hai chậu bà liễu xưa, cây cũng cao đẹp. Chậu này em bán là 270.000. Đây chậu số 1 này, đang lên mầm này. Dễ lên khỏe này, 270.000. Chậu số 2, chậu này 320.000. Đây 320. Hàng này em nhớ là từ năm ngoái, Tết năm ngoái em nhập cái lô đang có nụ hoa ấy, giờ này phải bán 500, hơn 500. Rồi nó lên bán có 200, 320.000. Em vẫn có những chậu hoa mộc lan, cây phân tay, phân nhánh như vậy nhé, 150.000 một chậu nhé. Mua 3 chậu em miễn ship này. Và mai đỏ đây. Ủa, những cái sắc màu hoa mai đỏ rực rỡ. Đây là những cái cây này nó đang chuẩn bị nhú ngồng này, nhú nụ này. Đây nụ của nó mới đỏ họn này. Còn đây là những cái chậu mà em lác đác nó đang chuẩn bị lên hoa. Lộ mai đỏ này cánh kép bông đậm rực rỡ. 180.000. Hôm nay em còn tầm vài cây em bán 180, đều là những cây phân tay phân cành nhá. Phân tay phân cành hết. Đây này, mai đỏ khi nở hoa này nó rực rỡ như thế này. Đây nụ mới chum chím, nó chưa nở thôi nhá. Hàng đẹp luôn. Mà mai đỏ này dòng mai đỏ tứ quý, chơi hoa quanh năm. Hôm nay em có một ít cái hàng rừng thanh lý nhá. Đầu tiên là hoàng thảo trúc đen này. Trúc đen thì hôm nay thì cây nó hơi ít lá. Thì em bán cho các bác là 160.000 một cân, 160.000 một ký nhau nhá. Trúc đen hoa thơm, nở tập trung ở trong miền Nam rất là nhiều. Hoàng thảo u lồi này 200.000 một cân, hàng làm giống thôi. Có thân ngắn thân dài nhá. Nói chung là hàng để làm giống, để lấy mầm làm giống thôi ạ. 200.000 một ký. Hoàng thảo ý ngọc giảm giá có 150.000 một ký ạ. Giá cũ là 180.000. Ý ngọc thắt ngọn xuống lá hết rồi. Và ngọc thạch thân lùn lùn này cũng 150.000 một ký nhá. Các bác có thể lấy hàng cân nửa ký cũng được, hoặc là 50.000 cũng được. Em ship hết. Đây là kiều vàng này, hàng thân lùn này. Có cả thân cao và lô này cũng là thanh lý. Bởi vì thực ra này em lấy nó về nó nhiều ấy, và em tập trung đợt này bán hàng Tết thì em thanh lý hết cho các bác là 150.000 một cân. Kiểu vàng hoa của nó thành từng chùm rất là đẹp. Còn đây là cái dòng hoàng thảo môi tua. Môi tua em bán là 100.000 một ký. 100.000 thôi. Khóm nó cũng nhỏ nhỏ. Các bác về các bác chăm chút ghép cho em. Môi tua hoa màu vàng đẹp đó ạ. Còn đây cái lô hàng này, hô hàng lẫn lộn thập cẩm này. Cả hoàng phi hạc đang lên mầm này. Cả ý ngọc các kiểu này. Lô này em bán 60.000. Cả một cái rổ này 60.000 nhá. Cái rổ tam màu sắc này. Ui dồi ôi, tam màu sắc Điện Biên. Thật sự cái dòng dáng hương này đẻ nó nhanh bị mất nước và nó hay xấu mã lắm. Đây là hàng này bán hầu như là lỗ. Cả cái lô mà cả một rổ rất là nhiều, nó phải lên đến 1,5 cân. 2 cân ấy. Em không đếm nhưng mà nhiều lắm. Chưa cắt tỉa những cái lá vàng. Bác nào lấy hết cả lô này em bán cho các bác 100.000 thôi. Phải nói là hàng cân bán hầu như là lỗ, không có tí lời nào luôn. Bán hàng kg ấy. Em sợ bán hàng cân lắm rồi. Mà đến thì nhiều khách người ta không biết bản chất cây, người ta còn chê nhiều lắm. Thế là nhiều khi nghe nó hơi đau đầu. Hạc vĩ Tây Bắc 200.000 một cân. Xuống lá hết rồi. Cắt tỉa sạch sẽ. Về chỉ việc ở ghép thôi. 200.000 một cân nhá. Em có mấy chậu giả hạc châu Như nhá. Chậu này chậu C5 này. Một thân dài này 100.000 này. Giả hạc châu Như đang thất ngọn chuẩn bị xung nụ hoa. Chậu này C9 này 130.000. Một thân siêu dài với cả một thân này thân ngắn hơn tí. 130.000. Chuẩn bị xưng nụ nhá. C4 100.000. Đây châu Như này đang có nụ hoa luôn này. Thân nụ hoa tím lịm. 100.000 đây C4. Tiếp theo C6 130. Hai thân giả hạc châu Như nhá. Và tiếp theo hồ điệp ạ. Nhà em vẫn tiếp tục cập nhật các bác những cái dòng hồ điệp. Đây những cái dòng hồ điệp hiện tại có mặt tại cửa hàng này. Em sẽ lấy nhiều mẫu mã khác nhau. Bởi vì hôm nay, năm nay là em lấy cái vườn Việt Nam, nên là vườn này cũng gần. Nên là em sẽ lấy về để các bác trưng hoa Tết. Đây những cái chậu hồ điệp rất là đẹp. Cốc hầu như cốc đại 3.5 hết nhá. Đẹp từ lá đến hoa. Nhưng mà các bác cũng phải lưu ý là cái hồ điệp này thì bọn em đóng gói. Cái tỷ lệ mà đến tay khách hàng nó không bị làm sao thì cũng rất là ok. Nhưng mà lác đác vẫn sẽ có một số đơn hàng nhá. Không thể nói chắc chắn điều gì được. Tại vì vẫn lác đác một số đơn hàng đến nơi. Nó không may như hôm qua có một cái đơn nó bị thui nụ chẳng hạn. Thui 1-2 cái nụ. Hoặc đến nơi nó bị không may, nó bị vận chuyển nó mạnh tay quá, nó gãy đi một tí. Thì những cái đơn ví dụ như thế em có thể hỗ trợ cho bác một tí. Thực ra là hỗ trợ thôi. Thì các bác đã biết rồi, gửi đi tất nhiên là nó sẽ có sự rủi ro không tránh khỏi. Nhiều khách hàng thông cảm, người ta xòe xòa, người ta không tính toán gì đâu. Kể cả hỗ trợ người ta cũng không cần.
Nhưng có những khách như hôm qua một cái đơn cây hồ điệp, cây hồng này em gửi đi nó bị thui hai cái nụ, hai ba nụ mà các bác bảo cây 140 bây giờ đòi giảm xuống 100. Rồi giảm hẳn 100 nghìn là 40 nghìn một cây thì người ta mới lấy. Thế là gọi là ép giá quá các bạn, mà cây của nó không bị gãy nụ tí gì. Nên là các bác đừng có vì cái lòng tham quá mà mọi người như thế nó đang mất hay. Mình chơi lan là mình dưỡng tính, chứ đừng có vì cái cây mà nó đi xa mình phải chấp nhận cả những vấn đề rủi ro ấy. Cây đến nơi em chỉ nói với khách là cây của anh đến nơi nó không bị gãy nụ tí gì là một sự may mắn rồi. Chứ còn nhiều người người ta còn không may người ta bị gãy nụ cơ. Nhất quyết không lấy, cuối cùng em phải giảm một nửa tiền, tức là giảm đi 70 nghìn. Em khẳng định các bác, em thật sự luôn là không lãi được 70 nghìn đâu mà bớt cho khách. Nhưng đây là khách người ta cố tình, người ta như thế thì em không muốn là cho hàng nó chuyển về nó gãy dập thì em đã đồng ý thôi. Chứ giảm giá như thế bọn em bán hàng như thế thà bọn em không làm còn hơn. Mà làm lỗ thì làm gì đúng không ạ? Đấy, các bác đến nhà em thì sẽ có rất là nhiều mẫu mã. Hồ điệp này có hồ điệp chớp, nhiều mặt hoa lắm. Thì nó nhiều mẫu mã khác nhau. Thì những cái hàng đại một ngồng này hiện tại là em đang bán 140. Và từ giờ đến Tết thì chắc chắn là giá thành nó sẽ tăng lên rồi. Đây là điều chắc chắn. Còn hiện tại thì đến hiện tại là 140 và chưa có phí ship không nhá. Đây cái nụ mặt hoa của nó nhiều lắm. Cái dòng vàng vàng phân nhánh ấy này. Dòng này cây của nó phân rất là nhiều nhánh luôn, vàng lưỡi đỏ phân nhánh này. Cây này thì là 170 nghìn. À hôm trước 170 là cây hai ngồng, nhưng mà cây hai ngồng phân tay nó không được nhiều cây một ngồng. Cái loại này bây giờ hết hàng rồi, giờ chỉ còn cái cây phân nhánh như này thì em bán 160. Còn những cây hai ngồng này vẫn là 170 này. Còn cái cây màu hồng, màu hồng lưỡi hồng đậm này, hai ngồng này là em bán 140. Đấy. Nụ nó to rồi, bây giờ bảo gửi vào trong miền Nam tận Huế rồi là tận Cà Mau thì nó tránh làm sao được. Các bác cứ mua gần, em cũng khuyến khích các bác mua gần. Chứ em nói rõ rồi, thuận mua vừa bán chứ em cũng không bán cố bán ép làm gì. Bán ép nhau làm gì cho nó mệt. Đây là trắng Anna này. Đấy trắng Anna. Chậu ở chậu hai ngồng hoa là 180. Nói chung là cứ hồ điệp đại là 140, còn chậu hai ngồng là 180. Đây cái màu hồng này là bán chạy nhất này. Hai ngồng phân nhánh này 140 này. Hồng này chỉ cần hai chậu mà ghép vào một chậu để bàn là quá tuyệt vời luôn. Hàng này bán chạy. Đấy. À đây có một cái loại này nữa. Loại này là màu hồng phấn này. Đây cho các bác cái màu hồng phấn này. Cây này thì quá là đặc luôn. Cây hồng phấn này là chậu hai ngồng. Cao, cốc đại. Phân nhánh nhiều. 170 nghìn thôi. Hồng phấn. Còn đây cái vàng này, cái vàng đang thanh lý, cốc này cốc 2.8 nhỏ hơn. Quá rẻ. Giá cũ là 80 nghìn, hôm nay bán Tết. 50 nghìn thôi, bán giống. Cây này thì chắc là tàn, sắp tàn hoa, chơi vẫn chơi được tầm khoảng tháng nữa thôi. Cây này là bán 50 nghìn, cái hàng màu vàng ong, hàng thanh lý này nhá. Cốc nhỏ, cốc này cốc 2.8. Còn bên đây nữa, hồ điệp này là cái hồ điệp vàng phân nhánh, nhưng mà dòng hồ điệp đăng nụ, trung bình 3 ngồng hoa như thế này, 100 nghìn một chậu. Hồ điệp thì mua 5 chậu thì em giảm giá 5 nghìn một chậu, còn không có miễn phí ship đối với dòng hồ điệp. Còn tiếp theo đó chính là cái dòng hồ điệp lá biên phát tài, 2 ngồng hoa, 85 nghìn một cốc, mua 3 cốc tính giá 80 nghìn nhá. Đây là lá biên phát tài. Đây cái màu hồng này là hồng bán chạy này, 140 này. Cốc đại 3.5 này, hoa đẹp. Đó một số những mẫu mã mà em vừa quay cho các bác thôi. Các bác có thể đến tận cửa hàng có thể sưu tầm và trưng bày. Hàng này Tết năm nay em cũng sẽ bán tại cửa hàng và có thể là ghép chậu lên bán nhé các bác nhá. Từ giờ đến Tết thì cũng cách cũng chỉ tầm khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Đấy mọi người tranh thủ ạ. Và sau đây thì em xin phép kết thúc clip nhận đơn hàng các bác nhé. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều mặt hàng mới. À quên mất vẫn còn cái kiếm bên vườn. Cái kiếm bên vườn em vẫn bán 250 một chậu nhé. 250 một chậu, mua 3 chậu bao ship. Kiếm thì có kiếm phan trí, xanh huế, vị hoàng, gieo hạt. Cái đấy thì em để bên vườn bên kia, nhưng vườn bên kia thì đang đóng cửa rồi. Đấy, thì cái này thì em lên cho mọi người những cái mặt hàng đang có mặt tại cửa hàng, rất là nhiều dòng hàng chơi Tết. Sau đây thì em xin phép là kết thúc clip và nhận đơn hàng mọi người nhé. Chào các bác.